Hello các bạn. Hôm nay Khang DT Vlog để giới thiệu với các bạn một cái món ăn sáng mới. Đó là món bún cá ngừ. Đây là một trong những cái món ăn sáng mà rất là ngon. Cá ngừ thì là ít xương. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu nguyên liệu để cho các bạn thấy rõ. Thì để làm được cái món bún cá ngừ này thì nguyên liệu chủ lực phải là cá ngừ các bạn. Thì nhà mình mua một con cá ngừ là 1 kg và xắt ra nó thành từng một cái khúc như thế này. Thứ hai nữa là ta phải có bún. Thì để cả nhà ăn đầy đủ thì chúng ta mua lấy 1 kg. Thì đây là những cái gia giảm và gia vị mà để nấu lên cái món bún cá ngừ. Và món tiếp theo là cái chả cá. Đây là hành tỏi. Thì để nấu nó thơm ngon thì ta phải băm nhỏ và ta cho những cái hạt lêm, rồi bột ngọt, rồi đường, rồi muối, rồi thơm, ớt và cà chua và rau hành, rồi sả, rau thơm. Và khi ta nấu xong rồi thì ta sẽ ăn với rau sống. Rau sống gồm có giá, xà lách và bắp chuối. Thì đối với cái dầu điều này, để ta ướp với con cá ngừ. Những cái miếng cá ngừ ta chiên lên để nó tạo màu cho nó đẹp và thơm ngon. Chúng ta cùng với Khang DT Vlog vào bếp nhé. Từ cái chỗ nguyên liệu, ta mang nguyên liệu đi chế biến sẵn. Đấy, cá chúng ta đã được xắt ra này và ta đi ướp. Thì ướp cùng với cái hành tỏi này các bạn. Rồi muối, hạt lêm. Cái hai nữa là hành lá và ngò rí, rau thơm thì ta cũng xắt nhỏ ra sẵn. Rồi cà chua thì ta cũng xắt xắt nhỏ ra. Tương tự như vậy là thơm ta cũng làm như thế, sả ta cũng làm như thế. Và cái này thì ta trụng qua nhanh cái nước sôi và ta xắt ra, để lát nữa ta sẽ bày lên lên tô bún. Và ớt thì ta cũng xắt nhỏ ra thành những cái lát, và những cái khâu này là ta chuẩn bị sẵn để ta đi nấu 2 cái lồi. Lồi thứ nhất là lồi nước nèo, ngoài Bắc gọi là lồi nước dùng đó các bạn. Rồi nồi thứ hai là nồi chiên cá. Sau khi ta nấu được lồi nước dùng rồi thì lúc này ta sẽ bỏ cá chiên vào và ta được một cái nồi nước dùng có cả cá ở trong đó, rất là ngon và thanh đạm. Rồi từ đó ta bày ra ra tô bún các bạn nhé. Bây giờ bắt đầu ta vào bếp để ta nấu. Ăn DT Vlog là đi chiên cá. Các bạn là để chiên được cá thì cái này nó liên quan đến dầu mỡ, cho nên là mặc dù ở nhà nhưng mà nếu có cái tạp dề mà chúng ta mặc vào thì nó cũng an toàn. Và hôm nay Khang DTV Lốc là mặc cái tạp dề để mà chiên cá. Thì để chiên được cá thì ta sẽ bật bếp. Rồi, mình để nhiệt độ cao nhất 2000 độ C để cho cái chảo này nó sẽ nóng lên. Tiếp sau đó là mình sẽ đổ dầu điều. Mình làm 3 muỗng. Thì cái dầu điều này nó làm cho cá chiên nó có màu rất là đẹp.
và tạo mùi thơm. Đó. Sau đây bắt đầu mình sẽ cho cái cá vô. Rồi mình sẽ để những cái đĩa dư này, dọn cái này ra để cho nó gọn gàng, ngăn nắp. Bây giờ ta giảm lửa xuống khoảng 1.4 ngàn. Để ta chờ một chút thì cái mặt này nó chín thì ta sẽ lật. Đấy, mấy cái dầu này ta tận tận dụng hết, nó thơm ngon và quý đấy các bạn. Những cái dầu điều là những cái loại dầu là mắc tiền. Thì các báo cáo các bạn là nếu nhà mình mà không có dầu điều thì mình dùng cái dầu thường cũng được. Hôm nay nhà Khang DT Vlog là mua dầu điều nó cũng dễ dàng, cho nên là nhà cũng có một hai lọ. Rồi bắt đầu giờ ta lật này. Đó, rất là màu vàng nhé các bạn. Đó. Như vậy với cái dầu điều này nó làm cho lát cá rất là thơm ngon và màu sắc rất là bắt mắt. Tiếp tục ta giảm nhiệt độ nó đi. Thế sau khi mà ta đã xong cái chiên cá này thì lát nữa ta sẽ cho cái này vào nồi nước dùng các bạn, để ta nấu được một nồi nước dùng mà có cá rất là thanh đạm để chan vào và bày lên tô bún. Thế nhé các bạn, coi như xong. Bây giờ đi nấu nồi nước dùng các bạn ạ. Để nấu được một nồi nước dùng ngon thì ta sẽ tiến hành như sau. Bật bếp này các bạn. Mình giảm nhiệt độ xuống 1.4 ngàn để mình sẽ cho dầu vào.
đều đi phòng ạ. Bây giờ ta cho xả vào. Ta trộn đều. Với nhiệt độ thấp thì nó không thể cháy. Làm cho xả nó chín một cách từ từ. Đấy, mình cứ quay đều đi. Để những cái này ra cho gọn. Trong quá trình mình trộn xả với dầu điều thì bên ngoài mình phải nấu một cái nồi nước sôi. Và nồi nước sôi cũng đang chuẩn bị sôi. Tiếp sau đó là ta sẽ bỏ hành tỏi đã được sắc nhỏ vào. Đấy, mùi thơm bốc lên. Rất là tuyệt vời. Người ta lại trộn đều lên. Như vậy là có một màu vàng ươm rất là bắt mắt, thơm. Tuyệt vời các bạn. Rồi, như vậy là ta cho thơm và cà chua vào, ta quay. Đó. Để ta không cho cái lồi nó di chuyển, một tay ta giữ. Nhiệt độ thì Khang DT Vlog là để vừa phải 1400 độ C. Như vậy là nồi nước cũng đã sôi rồi. Đến bây giờ ta cho nồi nước sôi vào. Thì đây khoảng 2 lít rưỡi nước các bạn. Thơm ngon quá. Bây giờ mình tăng nhiệt độ lên. Maximum. Và trong quá trình đợi nó sôi thì ta cứ đậy vung vào một chút. Ta quan sát thấy nồi nước dùng đã sôi lên sùng sục và tiếp tục ta mở vung để cho thêm một số cái gia vị vào. Bây giờ ta cho gia vị vào. Chúng ta khuấy đều lên. Ta cho cá vào.
Bây giờ ta đưa đũa một cách nhẹ nhàng để tránh cá nó bị vỡ. Ta tận dụng hết cái nước ngon này. Rồi, ta cất những cái này đi. Như vậy nồi nước dùng là rất là thanh đạm, bọt không có nhiều. Bọt hầu như không có. Nếu có thì ta múc ra mà, đây hầu như không có. Như vậy là ta sẽ đun cái này với nhiệt độ cao nhất là thêm 4 phút nữa là cái nồi nước dùng đã xong. Sau 30 phút nấu nướng và sản phẩm đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta quan sát là bày vào tô. Chúng ta thấy là rất là bắt mắt phải không ạ? Đầu tiên mỗi một tô ta sẽ cho giá, rồi cho bắp chuối, cho bún và bây giờ tiếp tục ta múc nước dùng vào. Một nồi nước dùng rất thanh đạm, bắt mắt. Ta sẽ bày vào mỗi tô là 2 nát cá ngừ và ta đổ nước dùng vào hợp lý. Tô thứ hai, sau đó ta bày chả cá lên trên. Mỗi một tô ta bày 3 lát. Ta sang tô thứ ba.
Tiếp sau đó là ta bày ớt và ngò rí lên. Thế nhé các bạn, sau hơn 30 phút mà chuẩn bị thì nhà Khang DT Vlog đã làm xong cái món bún cá ngừ. Và đây các bạn quan sát nhé, chúng ta có ba suất rất là mát mắt, tại vì nhà mình cũng có ba người thôi các bạn. Thì cái món bún cá ngừ này thì chủ yếu chính của chúng ta gồm có bún và cá ngừ. Ngoài ra thì thêm một số gia giảm nữa và thêm chả cá đó các bạn. Thì bây giờ là xong rồi, thì mình cũng mời các bạn cùng ăn. Xin mời các bạn nhé. Thì trong quá trình ăn thì chúng ta có thể ăn với rau sống. Và nếu như mà cảm thấy đói nữa thì chúng ta ăn thêm bún. Và cá ngừ thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta có thể chấm với nước mắm mặn có ớt. Và đây là cá ngừ này các bạn. Đó, đây chả cá này các còn đây là những cái mà gia giảm cà chua rồi thơm. Thì đối với cá ngừ thì rất là bắt mắt và nó là loại cá ít xương, cho nên là con trẻ và bà già cũng như là mọi người trong nhà Khang đi TVlog đều ăn được cả. Đây là một miếng cá ngừ, xin mời các bạn. Chúng ta đảo lên. Đó, dưới là bún đó các bạn. Nhưng lúc nãy mình trình bày ở dưới là bao gồm có giá rồi bắp chuối rồi đến bún, đúng không? Ngon quá. Làm miếng thơm. Rau sống này ta chấm vào đây nó đượm đà nó các bạn, xin mời. Chúng ta ăn có khăn giấy và thời tiết nóng quá các bạn đấy, mình cũng là đổ mồ hôi này các bạn, và mình uống bằng nước cam, nhà mình tự chế biến mua cam về và cho đá vào để cho nó mát mẻ. Xin mời các bạn. Làm miếng bún. Chả cá ở đây thì nhà mình mua ngoài chợ. Thì trong này chủ yếu là chả cá Nha Trang nhập vào, chứ không phải là chả cá Lá Vọng đâu bạn, các bạn nhé. Ngon lắm các bạn. Nó có vị chả cá thơm ngon, nó không phải là vị thịt đâu ạ, rất thanh đạm ngon. Thì đợt trước mình cũng đã nói rồi, thì rất mong các bạn là để ý là Khang DT Vlog là thích ăn những món ăn sáng là nó có nước nó ướt át tí, nhiều khi ăn khô thì cũng cũng ăn được, nhưng mà nó nghe có vẻ nó khó nuốt. Từ đó dần dần mình ít ăn mà thường thường ăn bún. Xin mời. Cà chua nữa bạn. Với một cái tô này mà trong đây lại có hai nắp cá ngừ to đùng như này, kết hợp với ba miếng chả cá như này thì nó quá bổ dưỡng các bạn, và nó phục vụ cho các bạn là từ sáng đến trưa là các bạn không có đói, sẵn sàng chúng ta làm việc không hạ đường huyết, và sẵn sàng chúng ta làm việc chúng ta có thể uống cà phê,
hoặc là uống nước trà không có cồn cào ruột gan. Xin mời các bạn. Thì đối với cá ngừ của Việt Nam thì các bạn biết rồi, Việt Nam mình còn khai thác được cá ngừ mà, cho nên là loại cá này nó vừa ngon và nó cũng rẻ nữa, nó không mắc đâu các bạn. Có cái xương giữa này các bạn, bỏ xương này đi. Đó. Chúng ta làm miếng nhá. Ngon lắm ạ. Thường thường mình ăn uống như thế thì mình cũng hay thay đổi đi để cho nó đỡ nhàm chán. Để cho nó đỡ nhàm chán nhé các bạn. Thì hôm nay thì buổi sáng thì mình làm một cái món ăn gọi là bún cá ngừ để giới thiệu cho các bạn. Mong rằng các bạn quan tâm và cũng có thời gian rảnh rỗi thì mua về chế biến cho gia đình mình, cho cả nhà cùng ăn. Và rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến thước video clip này. Nếu thấy hay thì các bạn có thể cho một like, một cái đăng ký và chia sẻ. Hôm nay Khang DT Vlog chỉ nói với các bạn tới đây thôi. Chúc các bạn mọi ngày làm việc vui vẻ. Bye bye các bạn.